Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 20 tháng 5 năm 2024 của kênh Doctor Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là điểm tin giá cả chăn nuôi ngày hôm nay 20 tháng 5 năm 2024. Trên thế giới, tại Trung Quốc, giá heo hôm nay vào ngày 20 tháng 5, giá heo trung bình đạt 15,47 nhân dân tệ trên 1 kg tương đương 54.500 đồng trên 1 kg. Tăng nhẹ 0,05 nhân dân tệ trên kg, cụ thể Giá heo hơi cao nhất là 15,91 nhân dân tệ trên kg, tương đương mức gần 56.100 đồng trên kg. Phần lớn các tỉnh thành trên cả nước có mức giá heo hơi trên mức 15 nhân dân tệ trên kg, trừ các tỉnh Cam Túc, Hải Nam, Quý Châu, Vân Nam và Tân Cương vẫn còn ghi nhận mức giá dưới 15 nhân dân tệ trên kg, và mức giá thấp nhất là 14,2 nhân dân tệ trên kg, được ghi nhận tại tỉnh Tân Cương. Dự kiến giá lợn hơi vẫn có thể tăng nhẹ. Về xu hướng thị trường nguyên liệu. Ngô, áp lực lên nguồn cung ngô đang dần giảm bớt và giá ngô tiếp theo dự kiến sẽ biến động mạnh. Sự không chắc chắn về chính sách và thời tiết có nhiều khả năng sẽ tăng giá, và ngô Mỹ cũng đã bước vào giai đoạn giao dịch theo thời tiết. Và cung cầu của nông dân Mỹ năm 2024-2025, báo cáo tồn kho ngô cuối kỳ thấp hơn dự kiến, điều này có dấu hiệu tăng trở lại. Do đó, dưới sự cộng hưởng của thị trường trong và ngoài nước, giá ngô vẫn được dự đoán sẽ tăng trong trung hạn. Tuy nhiên, Do lượng ngô nhập khẩu dự trữ được giải phóng nên giá ngô vẫn chưa được hiện thực hóa. Khi đến giai đoạn hiện thực, giá ngô có thể vẫn có xu hướng điều chỉnh, nhưng xu hướng giảm đã bị hạn chế, giá ngô hàng năm đã bị hạn chế. Bột đậu nành, do khối lượng nghiền đậu nành tại Hoa Kỳ giảm đáng kể trong tháng 4, giá đậu tương kỳ hạn đang chịu áp lực và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các đơn đặt hàng xuất khẩu đậu tương mới và dự báo sản lượng đậu tương của Argentina giảm đã hạn chế khả năng giá đậu tương giảm. Tại thị trường đậu nành Mỹ, giá có xu hướng ổn định, thị trường dự kiến sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Tại Việt Nam, giá heo hơi nối dài đã tăng 1.000 đồng trên kg vào sáng đầu tuần 20 tháng 5. Tại miền Bắc, sáng nay, giá heo hơi tại miền Bắc tương đối ổn định. Giá giao động trong khoảng 66.000 đến 67.000 đồng trên kg. Thương lái tại hầu hết các tỉnh đang thu mua heo hơi với giá trung bình là 67.000 đồng trên kg. Riêng tỉnh Lào Cai tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg lên 66.000 đồng trên kg. Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sơn Động, Bắc Giang và xác minh của Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y, từ ngày 11 tháng 5 năm 2024, trên địa bàn huyện Sơn Động xuất hiện heo ốm giải rác. Cụ thể, một số hộ tại xã Yên Định và An Lạc có heo ốm với các biểu hiện như sốt cao, bỏ ăn, các vùng da mỏng sung huyết đỏ, tai tụ huyết tím, mắt sưng. Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Nhận định bệnh xuất hiện lẻ tẻ, ở các thôn trong điều kiện chuồng trại không bảo đảm vệ sinh kết hợp với thời tiết nắng nóng sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh lây lan. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động đã chỉ đạo các xã yên định và an lạc khẩn trương huy động lực lượng triển khai các biện pháp khoanh vùng, tiêu hủy toàn bộ số heo ốm, chết, thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng hóa chất và vôi bột liên tục với tần suất một lần trên ngày. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và các xã thị trấn khẩn trương giả soát, quản lý chặt chẽ đàn lợn chưa mắc bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện ca bệnh mới để tập trung khoanh vùng xử lý dứt điểm. Theo báo Bắc Giang, tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên cũng tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg ở nhiều nơi. Sau điều chỉnh, thương lái tại Thanh Hóa và Nghệ An thu mua heo hơi ở mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng trên kg. Cùng lúc, heo hơi tại hai tỉnh Quảng Bình và Khánh Hòa được triển khai trung mức 64.000 đồng trên kg. Ngang với Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắc và Ninh Thuận, các tỉnh thành còn lại trong khu vực không có biến động mới. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 63.000 đến 66.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Nam, tại miền Nam, giá heo hơi cũng tăng nhẹ theo xu hướng chung của thị trường. Cụ thể, sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg, heo hơi tại các tỉnh thành gồm Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và hậu Giang được thương lái thu mua trung mức 65.000 đồng trên kg, cùng mức tăng trên hai tỉnh Đồng Nai và Kiên Giang triển khai giá heo hơi trung mức cao nhất là 66.000 đồng trên kg, ngang với Vũng Tàu và Long An. Các tỉnh thành còn lại có giá heo hơi đi ngang so với cùng thời điểm khảo sát sáng qua. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 63.000 đến 66.000 đồng trên kg. Nhìn chung giá heo hơi hôm nay trên thị trường cả nước vẫn có xu hướng tăng nhẹ mức 1.000 đồng trên kg. Giá gia cầm hôm nay, giá gia cầm hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2024, bình ổn ngày đầu tuần. Giá da cầm hôm nay tiếp tục duy trì đã đi ngang, cùng sức mua ổn định tại tất cả các địa phương trên cả nước. Giá bán không thay đổi trong thời gian dài. Theo ghi nhận mới nhất, giá da cầm hôm nay đi ngang tại hầu hết các địa phương trên cả nước, tương tự như nhiều ngày trước. Hiện giá gà, vịt tương đối cao, trứng gà thấp, duy trì sức mua ổn định. Cuối tuần, giá gà hôm nay tiếp tục yên ắng, không ghi nhận tranh lệch tại các tỉnh, thành phố. Cụ thể tại một số nơi như sau, giá gà Minh Dư thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là 54.000 đồng trên 1 kg, cao nhất cả nước. Giá gà nòi Cần Thơ vẫn giữ nguyên ở mức 70.000 đồng trên 1 kg. Tại thủ đô Hà Nội, giá gà mía khoảng 82.000 đồng trên 1 kg. Giá vịt hôm nay dao động từ 41.000 đến 47.000 đồng trên 1 kg, tương đối cao, không chênh lệch gì trong nhiều ngày qua. Trong đó, Nghệ An là nơi có giá vịt thấp nhất, cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ giá trứng gà hôm nay không khác gì với những ngày trước đó, ổn định ở mức thấp. Trong đó, trứng gà trắng có giá bán từ 1.700 đến 2.400 đồng trên 1 kg, trứng gà đỏ khoảng 1.400 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày. Hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai xin chào và hẹn gặp lại